Cô giáo xin chào tất cả các bé. Hôm nay, cô và các bé sẽ cùng đi tập đánh vần bài số 3. Chúng ta sẽ học ghép vần với chữ cái giờ, các bé nhé. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng hướng mắt lên màn hình để học ghép vần cùng cô nào. Giờ A. Giờ A ra. Giờ A ra sắc giá. Giờ O. Giờ O do. Giờ O do sắc gió. Giờ Ô. Giờ Ô dô. Giờ Ô dô sắc dố. Giờ Y. Giờ Y di. Giờ Y di sắc dí. Giờ E. Giờ E re. Giờ E re sắc ré. Giờ Ê. Giờ Ê dê. Giờ Ê dê sắc dế. Giờ Ơ. Giờ Ơ dơ. Giờ Ơ dơ sắc dớ. Giờ U. Giờ U du. Giờ U du sắc rú. Giờ Ư. Giờ Ư dư. Giờ Ư dư sắc dứ. Giờ A. Giờ A ra. Giờ A ra huyền già. Giờ O. Giờ O do. Giờ O do huyền giò. Giờ Ô. Giờ Ô dô. Giờ Ô dô huyền dồ. Giờ Y. Giờ Y di. Giờ Y di huyền gì. Giờ E. Giờ E re. Giờ E re huyền rè. Giờ E. Giờ E dê. Giờ E dê huyền dê. Giờ Ơ. Giờ Ơ dơ. Giờ Ơ dơ huyền giờ. Giờ U. Giờ U du. Giờ U du huyền dù. Giờ Ư. Giờ Ư dư. Giờ Ư dư huyền dư. Giờ A. Giờ A ra. Giờ A ra hỏi giả. Giờ O. Giờ O do. Giờ O do hỏi rõ. Giờ Ô. Giờ Ô dô. Giờ Ô dô hỏi rổ. Giờ Y. Giờ Y di. Giờ Y di hỏi gì. Giờ E. Giờ E re. Giờ E re hỏi rẻ. Giờ Ê. Giờ Ê dê. Giờ Ê dê hỏi dễ. Giờ Ơ. Giờ Ơ dơ. Giờ Ơ dơ hỏi dở. Giờ U. Giờ U du. Giờ U du hỏi rủ. Giờ Ư. Giờ Ư dư. Giờ Ư dư hỏi dữ. Giờ A. Giờ A ra. Giờ A ra ngã giã. Giờ O. Giờ O do. Giờ O do ngã rõ. Giờ Ô. Giờ Ô dô. Giờ Ô dô ngã rỗ. Giờ Y. Giờ Y di. Giờ Y di ngã dĩ.
giờ, e, giờ e re, Giờ e re ngã rẽ. giờ e dê, Giờ e re ngã rẽ. giờ ơ, giờ ơ dơ, giờ ơ dơ ngã dỡ, giờ u, giờ u du, giờ u du ngã dũ, giờ ư, giờ ư dư, giờ ư dư ngã dữ, giờ a, giờ a ra, giờ a ra nặng dạ, giờ o, giờ o do, giờ o do nặng dọ, giờ ô, giờ ô dô, giờ ô dô nặng dộ, giờ y, giờ y di, Giờ y di nặng dị. giờ e, giờ e re, Giờ e re nặng dẹ. giờ ê, giờ ê dê, Giờ e re nặng dẹ. giờ ơ dơ, giờ ơ dơ nặng dợ, giờ u, giờ u du, giờ u du nặng dụ, giờ ư, giờ ư dư, giờ ư dư nặng dự. Như vậy, bài học ngày hôm nay, cô và các bé đã tập đánh vần, học ghép vần với chữ cái giờ. Cô chúc các bé học tập thật tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.